Thứ hai muốn chào quý anh em, chào con cô bác nha. Hôm nay bên em vừa hoàn thành xong cái bộ bình nước ngọt. Cái này S2NL giao về Cần Giờ nha bà con. Cần Giờ Sài Gòn. S2NL lồng 72 76 gì quên mất tiêu rồi. Đây là nhìn cái lồng 6 thì phải á. Dòng tua cao. Bên này em xài 100 vuông. Ống 100 vuông. Còn lớn em giao về, bình này giao về cho thợ bà con. Giao thợ về, thợ tự chế cháo đi nha. Này mới vừa hoàn thành xong luôn. Dán lục giác cho xịn sò. Bà con cô bác nào nhu cầu sử dụng các loại bình là các loại bình lớn nhỏ thì alo liên hệ em ha. Em đây chuyên làm các loại bình lớn nhỏ. Còn bình này máy S3L. S3L tại kênh YouTube của em ha. Này về chạy mấy mấy âm. Đường này đường hút nè. Trên xả ngược lại. Này em xài co 34 cho đi cho thoải mái một chút. Này cho đi 27. Này cũng 27 luôn nha bà con. Gọn gàng, nhanh chóng. Bên em thì hàng thì bao xôi quý anh em bà con nha. Bao xôi thì em cho bà con cô bác đổi em bình cho đổi bình khác. Bảo đảm bà con cô bác là không có xôi đâu. Còn nếu mà trường hợp mà cũng có trường hợp mà bị lỗi như thể là do ống hoặc do cái đường hàng nào đó thì em sẽ hướng dẫn bà con cô bác nào thể khắc phục đó. Đường hàng này thì đây thì em đã kiểm tra kỹ càng rồi. Tại lý do thường thường ở đây em làm xong em có đổ nước vô kiểm tra nén là gọi chân này. Rồi mới giao đi. Còn lớn giao xa không, ở này là giao gì kiên gia Phú Quốc nè bà con. Bên này giao Phú Quốc, còn này trên giao về Cần Giờ, còn một bình nó giao chuẩn bị giao về Hà Tiên Kiên Giang. Và còn một bình nó cũng đang làm giao về bên Ninh Thuận. Đây. Gọn gàng ha. Bình này thì bên em bán với giá là 2 triệu nha bà con. Bình ngắn là 2 triệu nha, còn bình này thì 3 triệu rưỡi. Tùy theo dài ngắn ha. Còn bình càng lớn thì càng mắc, càng nhỏ càng rẻ. Bà con cô bác nào xài alo liên hệ em. Tùy theo lớn nhỏ và nó dài hay là ngắn nữa. Còn nếu mà máy lớn quá thì em sẽ không dùng ống 100 vuông này, em sẽ sử dụng ống một bình tự chế ha, có nghĩa là dập á, dập 120 vuông. Hoặc là 101, 120, 130, 140 gì đó tùy theo. Tùy theo mà máy mà em làm. Rồi xin cảm ơn quý bà con ha. Có nhu cầu sử dụng alo liên hệ em. Đây số điện thoại của em nè. Rồi xin cảm ơn bà con.